anh đã dặn rồi, bầu bì lo nghỉ ngơi đi, mấy cái đó để đó anh làm cho. Em biết rồi, nhưng mà em đâu phải tiểu thư gì đâu. Anh đi thăm câu về hả? Em cầm cái này vô cho anh, để đó đi, anh làm cho. Trời ơi, được nhiều cá quá à. Tối hôm qua tại anh gái thủy thần nên thủy thần phù hộ, bởi vậy bữa nay dính toàn cá lớn không. Thấy nhiều cá không? Bán được mớ cá này á là mua được một mớ đồ, với lại dư tiền để cho em đi sanh, xong rồi mua đồ cho em bé nữa. Anh Lũ lo chu đáo quá. Nhưng mà với số cá này làm sao đủ tiền cho em sanh, lại còn mua đồ cho em bé nữa. Em yên tâm đi, bao nhiêu đầy cá, với lại số tiền dành dụm hổm rài dư sức lo cho hai má con em mà. Rồi mai mốt lấy gì sống hả anh? Trời xanh, trời núi, em lo cái gì? Còn cá dưới sông, dưới ruộng quá trời, em bắt cả đời cũng không hết. Giàu thì anh không hứa, nhưng mà nuôi hai má con em á, đạm bạc ngày hai bữa, anh dư sức. Để có được bao nhiêu đầy cá, anh phải thức cả đêm đi thăm câu. Cứ mất ngủ như vậy hoài, sao anh có thể chịu nổi? Anh là con trâu nước mà, em lo cái gì? Lo là lo cho em kìa, bầu bì, đi đứng khó khăn, còn phải lẩn trốn ở trong cái xuồng này nữa. Anh Lũ tốt với má con em quá, ơn nghĩa này em... Thôi 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 thôi, không có nói mấy lời này nữa. Cứ nói ơn nghĩa hoài vậy. Em lo nghỉ ngơi đi, anh đi bắn cá, rồi anh về liền. Nhiều cá quá. Anh đi bán nha. À, mà nè, mấy củ khoai lang anh hấp trong nồi cơm, em đói thì ăn hết đi nha. Hồi nãy đi thăm câu á, anh ăn hết mấy củ rồi. Anh đi nha. À, anh Lũ. Hả? Gì em? Anh đợi em chút. Gì vậy? Cái gì vậy? Anh khoác đỡ cái khăn này đi nè. Anh trầm nghịch dưới nước cả đêm rồi, người anh ướt sũng hết, chắc là lạnh lắm. Anh choàng đỡ cái khăn này của em nghe. Cảm ơn em nha. Thôi anh đi bán, xong anh về liền. Xong anh về liền. Cháo củ tôi đi. Biết bà cô ơi. Tiếng ngon lắm cô. Cuối cùng cũng mua được cho bà Hải cáo đẹp này. Tuy là bị lỗi một chút xíu, nhưng có mới là được rồi. Thì khác cô thương hả? Ừ, nếu mà kiếm được đem về sẽ được thưởng tới 2 đồng Đông Dương lận đó. Trời ơi, lần này mới thấy thưởng treo cao như vậy. Thì bởi. Thôi đi ra ngoài coi thử coi. Ừ, ông đi đi. Thôi ra ngoài coi mặt mũi thằng đó hay sao. Lửa đi bà con ơi. Thưởng 2 đồng Đông Dương. Chà. Đó, đó. Nó chạy thẳng đó.
Lại đi lại. Không rồi. Lại. Lạnh ơi, em sống khôn thác thiên, về phù hộ cho thằng Lũ với con Bình. Cậu ba đang nổi cơn thịnh nộ ở trong kia, chị sợ quá. Em có thương tụi nó, phận nhỏ nhoi như con kiến, thì hãy che chở tụi nó qua kiếp nạn này. Năm xưa chị không cứu được em, lẽ nào bây giờ chị lại ngồi yên để nhìn tụi nó thêm cảnh tình ngang trái. Dì Bảy, dì cũng ra đây cúng dì lành hả? Dì Bảy, mấy người ở trong nhà đó không thèm nói chuyện với con, không lẽ dì cũng ghét bỏ con hay sao? Dì làm sao mà dám ghét bỏ con, chỉ là dì không muốn mang họa vào thân thôi. Dì, con biết là dì giận con, bởi vì con làm cho anh Lũ với con Bình bị cậu ba Tri giết. Nhưng mà dì cũng có mặt ở đó mà, con có đặt điều hay là con thêm bớt gì đâu. Bà chủ với mợ hai ép con nói, phận con là con ở con hầu, làm sao con dám cãi được. Con cũng không ngờ là chuyện ra nông nỗi này, con hối hận và lo lắng lắm. Dì, dì đừng có lạnh lùng với con như vậy mà. Dì ngồi xuống với con một chút đi, đợi con đốt nhang cho dì lành xong rồi con kể cho dì nghe chuyện này. Dì có biết con Bình với lại anh Lũ ở đâu không? Xem chút nữa, dì đã tin con thiệt lòng hối hận rồi. Thì ra con vẫn chứng nào tật nấy à. Hai đứa tụi nó đã ra nông nổi này rồi mà con cũng vẫn chưa tha cho tụi nó hay sao? Dì ơi, không phải như vậy đâu. Dì đừng có hiểu lầm con mà tội nghiệp. Con không có muốn gạt dì hay là hại anh Lũ. Con thương anh Lũ, dì biết mà. Vậy chứ con muốn biết tông tích của thằng Lũ để làm cái gì? Con nhớ ảnh, con muốn dặn ảnh cẩn thận. Ở ngoài kia không phải chỉ có mình cậu ba với quân lính kiếm bắt ảnh đâu, mà bà chủ với lại mợ hai cũng đang âm thầm cho người đi giết người diệt khẩu. Hả? Giết người diệt khẩu? Trời ơi, trời ơi, dì ơi dì. Trời ơi, con nói gì vậy em? Dì đừng có la lớn. Chuyện này á, chuyện này mà tới tai bà chủ với mợ hai là chết con luôn á. Con mới nghe lén được hôm qua. Lành ơi, ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, em ráng lên thiên mà phù hộ cho hai đứa nó nghe. Dì Bảy ơi, chết rồi. Dì Bảy, dì Bảy ơi, dì Bảy ơi, chết rồi. Cái gì, chuyện gì vậy? Ai chết anh Lũ vậy? Anh Lũ. Trời anh Lũ ơi, sao? Anh Lũ chết rồi. Không có phải, ông tỉnh trưởng mới bắt được anh Lũ giao tận tay cho cậu ba rồi. Trời ơi, rồi còn con Bình nó sao rồi? Nó có bị bắt không?
Con không có biết, nhưng mà vừa thấy lính áp giải lũ vô là con đi báo cho dì liền nè. Trời ơi, dì đã biểu là trốn cho thiệt kỹ, chạy cho thiệt xa, để bây giờ bị bắt rồi sao đây. Trời ơi, khổ thân con. Trời con nhớ ơi, dì Bảy. Dì Lành ơi, dì Lành cứu, cứu anh Lũ giùm con đi dì Lành ơi. Dì Lành, dì Lành ơi. Dạ thưa cô ba, lính đưa thằng Lũ về rồi. Dạ. Cậu ba, chúng tôi đã bắt được hắn. Tháo gông cho nó. Dạ. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ngài tỉnh trưởng. Người của tôi, để tôi chạy nó. Dạ. Dạ không ạ. Chết thì được á, chỉ có tưới nước thôi à, sao không kêu bọn người ở nó làm cho? Để cho mấy ảnh làm á thì đâu có còn ý nghĩa gì. Em muốn tự tay chăm sóc vườn lai cho cậu, bộ cậu không thích sao? Thấy người ta đứng cả buổi như vậy rồi còn chưa biết nữa hả? Một cậu ba cao quý phải đứng chờ em cả tiếng đồng hồ rồi đó. Tôi chết, em xin lỗi, em quên mất. Cậu ba, cậu ba về phòng nằm nghỉ đi, em tưới sắp xong rồi. Trời ơi là trời, người ta nói chơi hay nói thiệt em cũng không biết nữa hả? Tức thiệt đó, em chỉ biết xin lỗi là dối à. Thôi mà, cậu ba về phòng đi nha, em tưới đã. Bỏ xuống đây, bỏ xuống. Đi qua đây với anh. Đi qua đây. Ngồi xuống đây. Nè, anh nói thiệt nha, nhiều lúc á muốn đánh em một cái cho thiệt là đau ghê á. Em biết hôm nay là ngày gì không? Dạ không. Mà ngày hôm nay là ngày gì vậy cậu? Hôm nay là ngày sinh nhật của em đó. Sinh nhật? Sinh nhật là gì? Làm sao em có ngày sinh nhật? Sinh nhật là ngày ai cũng có, là cái ngày mà em được sinh ra. Mà thôi, em ngốc lắm, có nói em cũng không biết đâu. Bây giờ anh tặng quà trước cho chắc ăn. Tặng em cái khăn mà anh phải chờ cả tiếng vậy đó. Cái khăn đẹp quá, cậu ba cho em thiệt hả? Em thích không? Em thích lắm. Thích mà cứ ngồi yên một chỗ hoài à, không biết cảm ơn người ta hả? Em cảm ơn cậu ba. Thank you.
khốn nạn! Giấu em Bình ở đâu? Con không có biết. Con không có đi chung với mình. Một trăm con mắt thấy tụi bay đi trốn với nhau mà tụi bay còn chối hả? Nó còn hoàn khăn cho mày nữa. Cả tháng này hai đứa bay âu yếm, tình tứ với nhau quá ha. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mày dám ngồi lên đầu của ba Duy này. Mày đâu? Dạ. Dạ. Lấy rượu ra cho tao. Dạ. Dạ cô ba. Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? À, con mình ở đâu? Con mình ở đâu? À, con mình ở đâu? Con mình ở đâu? À, con mình ở đâu? Con mình ở đâu? À, 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 con mình ở đâu? Nói đi. Mày giấu con mình ở đâu? Nói ra để tao tác hợp cho hai đứa mày tội nguyện. Tôi không biết, nhưng cho dù tôi có biết tôi cũng không nói nữa. Tôi không để cậu làm hại em mình nữa đâu. Khẩu khí ngông cuồng. Em mình ở đâu? 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 Thôi, em mình ở đâu? Bất tỉnh đi. Em mình ở đâu? Em mình ở đâu? Em mình ở đâu? Tôi cho tao biết. Em mình ở đâu? Dạ bà chủ ơi, tôi xin bà ra bà can cậu ba đi bà. Để cậu ba đánh một hồi thử nó chết đó bà. Bà sao vậy? Bà ở trong nhà này lâu ngày mà bà không hiểu tánh khí thằng Duy hay sao? Nó bây giờ như là cái kho thuốc nổ á. Đi ra có ngôn là bị quả lây á. Bà không thấy tôi đang lo hay sao mà còn khóc lóc van xin nữa? Con mình ở đâu đâu? Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? Ở đâu? Con mình ở đâu? À! Cậu ba sắp cưới vợ rồi. Con khuyên cậu hãy buông tha cho em mình đi. Em mình bơ ba. Dạ. Được.
Kệ trôi nếu không lòng mày sợ. Vậy thì tao sẽ đem cái chết để con mày có sợ hay không. Lấy cái chạy ra đây cho tao. Mày chết hết rồi hả? Dạ. Dạ con ba. Dạ. Con Bình đang ở đâu? Lần cuối cùng con mình ở đâu? Con mình đang ở đâu? Nào đi mời thầy Bảy về bắt mạch cho thằng Lũ. Hình như cái bệnh phong xù của nó tái phát rồi đó. Đi nhanh lên. Dạ, dạ. Không có đi đâu hết. Dạ. Má cứ đi cho tôi. Đi nhanh lên. Dạ. Đi theo má. Đi theo má mà. Đi nhanh lên. Lũ ơi. Lũ ơi. Dì Bảy. Tụi bay đi làm việc đi. Dạ. Nhanh dạ. Lũ dạ. Anh Lũ, em xin lỗi, em xin lỗi.